Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang tham gia hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 09/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân huyện Bắc Mê tăng cường giám sát thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Ghi nhận tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường nước uống đóng chai mùa nắng nóng. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc ngày 8 tháng 6, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang cùng các ông bà đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang. Tôi xin mời thêm một số đại biểu đặt câu hỏi, đại biểu Tráng A Dương đoàn Hà Giang đều có hỏi. Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang cho rằng việc quản lý tốt, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần giúp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn, qua đó giảm số vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra. Đề nghị Bộ trưởng cho biết đâu là nguyên nhân chính và đâu là những giải pháp mà Bộ sẽ cùng các địa phương thực hiện trong thời gian tới. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết đã nhận diện được vấn đề này. Thời gian tới, Bộ sẽ siết thanh tra kiểm tra, phân định trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Hiện nay, việc sát hạch cấp giấy phép lái xe đang được phân cấp cho địa phương, Bộ chỉ làm nhiệm vụ quản lý nhà nước. Cho nên cái nội dung này thì về phía Bộ chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh. Và đặc biệt là sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải để khắc phục triệt để cái vấn đề này cùng với việc chúng ta điều chỉnh về thể chế. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt Chính phủ cũng đã trao đổi, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Tham gia chất vấn nội dung này, đại biểu Vương Thị Hương, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết định hướng, giải pháp của Chính phủ để giải quyết tình trạng cắt giảm lao động, giảm giờ làm, nghỉ việc luân phiên tại một số ngành, lĩnh vực thông dụng hiện nay. Trả lời đại biểu Vương Thị Hương về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều giải pháp để xử lý tình huống này trong điều kiện tốt nhất, trong đó làm sao các doanh nghiệp hoạt động bình thường có hiệu quả để đáp ứng việc làm cho người lao động, cùng với đó là giải quyết các quyền lợi của người lao động, hỗ trợ cho người lao động mất việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp, đồng thời tăng cường liên kết để tạo điều kiện cho người lao động có việc làm. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị địa phương, các ngành nắm bắt kịp thời thông tin để ngăn chặn những thông tin không đúng làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp cũng như tác động đến người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Nội dung thứ hai, đại biểu Vương Thị Hương, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang chất vấn về thực trạng phân bổ, giao kế hoạch vốn cho một số nhiệm vụ, dự án đầu tư công còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết nguyên nhân, trách nhiệm xử lý và giải pháp căn cơ trong thời gian tới để giải quyết vấn đề này. Trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ. Về nội dung này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm đạt 22,2%, tương đương mức giải ngân vốn đầu tư năm 2022 cùng kỳ. Qua tương quan so sánh với 5 tháng đầu năm của những năm trước, mức giải ngân này không phải là chậm so với các năm, mà đang chậm so với kỳ vọng đưa vốn vào nền kinh tế để làm động lực cho sự tăng trưởng, phát triển. Các cái bộ ngành, các cái địa phương, mức bình quân nó là như thế, nhưng ở các bộ ngành, các địa phương thì nó không đồng đều. Trong một cái điều kiện như thế thì nó cũng có những cái địa phương giải ngân chậm, thì cần thiết là phải thúc đẩy trong cái thời gian tới. Thì riêng đối với cái giải pháp thì năm cái tổ công tác của Thủ tướng đã có cái đôn đốc, thì nó cũng liên quan tới là giải phóng mặt bằng, nó liên quan tới là các trình tự thủ tục đầu tư, nó liên quan tới năng lực nhà đầu tư, rồi nó liên quan tới là thi công đấy, vân vân, rất là liên quan tới tuyên truyền là cho người dân để mà đồng thuận trong cái việc mà giải phóng mặt bằng để mà chúng ta tiến hành là thi công các cái dự án. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng nhấn mạnh, Chính phủ mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp,
sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế để tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó. Chiều ngày 7 tháng 6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, một số sở, ngành, đơn vị để nghe báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số 09 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết các khó khăn vướng mắc. Dự họp có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi nghị quyết số 09 Hội đồng Nhân dân tỉnh có hiệu lực, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Trong 2 năm 2020-2021, toàn tỉnh phê duyệt 35 dự án kế hoạch liên kết, trong đó cấp tỉnh phê duyệt 3 dự án, cấp huyện phê duyệt 32 dự án. Kết quả, đối với 3 dự án cấp tỉnh phê duyệt, có 1 dự án chưa nhận được hồ sơ chứng từ để nghiệm thu, 1 dự án chưa đủ điều kiện nghiệm thu, 1 dự án được nghiệm thu, hỗ trợ 1 phần kinh phí. Đối với 32 dự án liên kết do cấp huyện phê duyệt với tổng kinh phí hỗ trợ gần 13 tỷ đồng và đã giải ngân trên 12,5 tỷ đồng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết như trong 3 dự án cấp tỉnh phê duyệt có 2 dự án phải thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các doanh nghiệp chưa hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các chủ đầu tư chưa thực hiện theo đúng các nội dung dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt về hạ tầng phục vụ liên kết. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở ngành chủ động phối hợp tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là về thủ tục đất đai. Đối với các dự án liên kết đã có hạng mục tư vấn, hướng dẫn thực hiện dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm làm việc với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, chứng từ thanh quyết toán dự án. Căn cứ quyết định đã phê duyệt, hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt để Hội đồng cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, kế hoạch liên kết, nắm bắt khó khăn vướng mắc để tham mưu giải pháp tháo gỡ kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia là một chương trình lớn, là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành. Thời gian qua, Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Mê đã chủ động xây dựng nghị quyết, tăng cường bám sát cơ sở để kiểm tra, giám sát việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của nhà nước. Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Khuổi Tàu, xã Phú Nam được đầu tư từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Công trình gồm các hạng mục chính là đập ngăn nước, đường ống và hai bể cấp nước cho 29 hộ dân trong thôn. Tiến hành giám sát, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân huyện đã chỉ ra một số hạn chế của công trình trên cần sớm khắc phục như đập ngăn nước thiết kế chưa sát với thực tế, bể cấp nước không có thiết kế đầu nước ra cho các hộ gia đình. Bên cạnh đó, việc thành lập tổ quản lý giám sát việc sử dụng nước cũng là những vấn đề cần được quan tâm. Thiếu cái dẫn đi về từng hộ ấy thì chưa bảo đảm lắm. Thế này vâng, còn chưa bảo đảm đến cho các dân hộ. Nếu nhà nước bắt cho đến các hộ dân thì dân cảm ơn nhiều. Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò hết sức quan trọng. Ngay từ đầu năm 2023, Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Mê đã xây dựng chương trình giám sát cả năm, đồng thời phân công các đồng chí thường trực, các ban của Hội đồng Nhân dân huyện, các phòng chuyên môn, chia tổ để thực hiện giám sát. Với quan điểm sâu sát đến từng thôn và đi thực tế từng công trình, qua giám sát đã kịp thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này. Phải tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hướng dẫn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Kịp thời điều chỉnh ngay những vấn đề bất cập, những vấn đề mà nó không hợp lý. Để làm sao mà các cái chương trình, đặc biệt là các công trình, các dự án sau khi mà hoàn thành ấy, thì nó đáp ứng được với cái sự phát triển của địa phương. Với những giải pháp đồng bộ từ công tác triển khai đến công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Mê được triển khai có hiệu quả. Tổng nguồn vốn 3 chương trình được giao năm 2023 là 532,6 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư 364,4 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 168,2 tỷ đồng. Nhiều công trình dự án đầu tư được đưa vào khai thác đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức sống của người dân. Khi mà tổ chức triển khai đối với xã thành lập ban giám sát cộng đồng nhân dân, lý do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã làm trưởng ban đến các thôn là đồng chí trưởng thôn, bí thư chi bộ rồi là ban thanh tra nhân dân của xã. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Mê đã thành lập và thực hiện giám sát 3 chuyên đề
thực hiện kiểm tra thường xuyên được gần 20 cuộc tại cấp xã. Kết thúc mỗi đợt giám sát, Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Mê đều có báo cáo tổng hợp, đề xuất, kiến nghị với Ủy ban Nhân dân hai cấp và các tổ chức chính trị, xã hội về các nội dung được giám sát, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, đồng thời hướng dẫn trao đổi kinh nghiệm với Hội đồng Nhân dân cấp xã, các đoàn thể về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát. Sáng ngày 8 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh đã tổ chức lễ khởi công dự án quảng trường kết hợp sân vận động trung tâm huyện. Dự án quảng trường kết hợp sân vận động trung tâm huyện Yên Minh có tổng mức đầu tư gần 45 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và một phần đối ứng ngân sách huyện. Thời gian thực hiện 24 tháng, quy mô dự án có tổng diện tích 1,7 hectare gồm hạng mục san nền, thi công kè chắn bê tông cốt thép, xây dựng sân khấu chính, sân quảng trường lát đá tự nhiên, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, phá dỡ và thanh lý nhà làm việc cũ của một số cơ quan đơn vị. Dự án được đầu tư xây dựng sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, hướng tới xây dựng thị trấn Yên Minh đạt tiêu chí đô thị loại 4 từ nay đến năm 2030. Khi hoàn thành, đây sẽ là công trình kiến trúc tiêu biểu, điểm nhấn của thị trấn Yên Minh nói riêng, huyện Yên Minh nói chung, là địa điểm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hoạt động văn hóa, thể thao, tạo không gian vui chơi, giải trí ngoài trời, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 6, trên 8.500 thí sinh trong toàn tỉnh đã bước vào kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Đây là năm đầu tiên tỉnh áp dụng hình thức thi tuyển đầu vào lớp 10 trung học phổ thông tại tất cả các trường học thay vì xét tuyển như các năm trước nhằm nâng cao chất lượng đầu vào, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Theo ghi nhận của phóng viên tại các điểm thi, thời tiết trong ngày 8 tháng 6 khá thuận lợi, các thí sinh đều có tâm lý thoải mái, tự tin đến đúng giờ và nghiêm chỉnh chấp hành quy chế thi. Ghi nhận tại các địa điểm thi, đa số thí sinh đến khá sớm. Ngoài kiểm tra lại các thông tin cá nhân lần cuối thì nhiều em cũng tranh thủ ôn lại kiến thức trước khi vào phòng thi. Môn ngữ văn là môn thi đầu tiên với thời gian làm bài 120 phút. Các thí sinh cho biết nội dung đề thi có phạm vi kiến thức trong chương trình cấp trung học cơ sở, chủ yếu là chương trình lớp 9, nhưng để đạt được điểm cao thì cần phải có kiến thức thực tiễn và khả năng liên hệ tốt. Cháu thấy đề văn sáng nay phù hợp với năng lực của bản thân và cũng có sự phân loại thực tế liên hệ thực tế ạ. Đề thi hôm nay cho thấy là cả hai môn đều dễ, nó không có sự phân loại giữa học sinh giỏi khá với học lực của cháu. Cháu có thể làm được hết cả hai môn toán và văn ạ. Đề văn năm nay đối với cháu thì tương đối là dễ. Đối với các bạn thì trung bình, học sinh học lực trung bình, học lực khá, tương đối làm được. Thứ hai là về điều kiện cơ sở vật chất thì là tốt, mát mẻ, thoáng, đảm bảo trật tự an ninh. Trong buổi chiều cùng ngày, các thí sinh bước vào môn thi thứ hai môn toán với thời gian làm bài 120 phút. Đa số các thí sinh cho biết đề thi môn toán tương đối sát với chương trình học, phù hợp khả năng của học sinh, tuy nhiên vẫn có câu hỏi khó nhằm phân loại học sinh. Do đã trải qua kỳ thi thử và quá trình ôn tập chu đáo kiến thức nên phần lớn các thí sinh tự tin hoàn thành tương đối tốt bài thi của mình. Năm nay là em thi tuyển sinh vào lớp 10. Đề thi năm nay cũng khó nhưng mà vẫn trong tầm em làm được. Đề là đề chung của toàn tỉnh và tất cả các kiểu trường trung học phổ thông nên là nó sẽ tương đối dễ. Thế nên là em thấy là việc có điểm cao sẽ rất là dễ dàng. Cùng với việc đề thi hai môn ngữ văn và toán nằm trong phần kiến thức cơ bản đã được học và ôn luyện, nhiều thí sinh cho rằng chính việc quy chế thi được thực hiện rất nghiêm túc đã giúp các em cảm thấy công bằng và vững tin hơn khi thực hiện bài thi của mình. Cháu thấy các cô coi thi rất là chặt chẽ và phát đề, làm đề, thu đề đúng giờ. Chúc các cháu, bọn cháu có nghiêm túc làm bài hơn ạ. Lo lắng và hồi hộp không kém thí sinh là các phụ huynh. Nhiều người đã tạm dừng công việc ngày hôm nay để đồng hành, động viên đưa con em mình. Dù thời tiết có phần oi bức, nhưng nhiều phụ huynh vẫn đứng chờ để động viên tinh thần con em tự tin hoàn thành tốt bài thi. Năm nay thi tuyển thì để cho các con cũng để phấn đấu được trong học hành và các con lại tự khắc lo cho bản thân mình nhiều hơn. Đồng hành cùng các con, cho các con ôn luyện theo cái phương hướng của các con để các thầy cô ôn luyện và cũng mong là năm nay các con thi đạt kết quả tốt nhất.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trước ngày thi toàn tỉnh có 8.527 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, đại 39 điểm thi. Trong môn thi ngữ văn có tổng số 7.913 thí sinh dự thi, vắng 614 thí sinh. Môn toán có 7.903 thí sinh dự thi, vắng 624 thí sinh. Trong ngày thi không có cán bộ thí sinh nào vi phạm quy chế. Tại tất cả điểm thi đều có lực lượng công an, y tế, đoàn viên thanh niên tiếp sức mùa thi, góp phần chung vào ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc và khách quan. Như vậy, trên 7.900 thí sinh tại 39 điểm thi toàn tỉnh đã kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 an toàn, đúng quy chế. Ngày mai 9 tháng 6, những thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên sẽ thi trực tiếp tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang. Cụ thể, buổi sáng thi môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút, buổi chiều thi môn tiếng Anh với thời gian làm bài là 120 phút. Thưa quý vị, năm học 2023-2024 là năm đầu tiên tỉnh Hà Giang tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông. Cùng với nỗ lực của ngành giáo dục, các địa phương và các hội đồng thi, hoạt động tiếp sức mùa thi đã được triển khai đồng loạt khắp các điểm thi với nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang, 60 tình nguyện viên là các em học sinh của trường đã có mặt từ sớm, chia thành hai nhóm để thực hiện các hoạt động tiếp sức mùa thi với tinh thần ân cần, nhiệt tình và trách nhiệm. Ngoài nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh khu vực thi, hướng dẫn thí sinh đến đúng phòng thi và nhắc nhở những dụng cụ cần thiết được đưa vào phòng thi, các tình nguyện viên còn phối hợp với lực lượng công an hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực điểm thi. Các em đi qua và các em đến để tham gia thi thì bọn em sẽ chúc các em thi tốt và vỗ tay để các em có thể thoải mái tinh thần, có cái tinh thần vui vẻ nhất để thi cho tốt nhất ạ. Chuẩn bị những bình nước đầy đủ ở các phòng để các em có thể giải khát sau giờ thi và cũng như là bọn cháu ở đây để có thể điều phối các em đến từng lớp cho theo đúng kế hoạch và cũng như là phải đảm bảo các quy chế thi. Trên địa bàn thành phố có 3 điểm thi gồm trường Trung học phổ thông chuyên, Trung học phổ thông Ngọc Hà, Trung học phổ thông Lê Hồng Phong với gần 1.200 thí sinh. Tại mỗi điểm thi, các đoàn viên, thanh niên tình nguyện luôn túc trực, sẵn sàng hỗ trợ cho các thí sinh và phụ huynh trong suốt quá trình kỳ thi diễn ra. Những lời chúc, động viên, chia sẻ hay những cốc nước miễn phí, chuyến xe tình nguyện đã động viên tinh thần và tiếp thêm sức mạnh cho thí sinh dự thi. Chúng cháu nhận đồ và gửi đồ giữ đồ của các bạn. Và trong khi đó thì những bạn mà chưa đến thi kịp thời thì chúng cháu cũng rà soát lại thông tin và gọi điện để cho các bạn đến thi đúng giờ nhất. Nếu các bạn ở xa hoặc là các bạn không có phương tiện đi lại thì chúng cháu cũng giúp sức các bạn là đi đón các bạn hoặc là nhờ các chú công an để đi đón các bạn đến đúng giờ. Khi mà mình đến cổng trường thì cũng rất là run và hồi hộp, nhưng mà từ ngoài cổng trường thì các anh chị đã chào đón bằng những tràng pháo tay rất là nhiệt tình và trong sân trường thì cũng bỡ ngỡ là không biết phải đi đâu, chỗ nào thì các anh chị cũng chỉ ra phía đằng sau nhà đa năng là mình gửi đồ ở đó và cũng chỉ cho các phòng thi ạ. Hoạt động tiếp sức mùa thi đã phát huy được hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần quan trọng để kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông diễn ra thành công. Trên tinh thần xung kích tình nguyện, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Hà Giang là môi trường để đoàn viên thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, rèn kỹ năng làm việc nhóm và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Ngày 7 tháng 6, đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đi khảo sát một số cụm danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang tại hai xã Bản Phùng và Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phì. Di sản văn hóa ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, nhất là ở hai xã Bản Luốc và Bản Phùng, là thành quả kết tinh được tạo nên bằng chính bàn tay lao động cần cù và óc sáng tạo của đồng bào bản địa. Đây là các địa điểm thu hút được nhiều khách du lịch đến với huyện vào mùa nước đổ và mùa lúa chín hàng năm. Tuy nhiên, hiện còn một số hạn chế về giao thông đi lại, nhiều điểm du lịch còn gặp khó khăn về nơi đỗ xe. Qua khảo sát, đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị huyện Hoàng Su Phì tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, gìn giữ để không phá vỡ cảnh quan tự nhiên, tăng cường vệ sinh môi trường tại các cụm danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang, các điểm du lịch, chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung để tổ chức thành công chương trình qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì năm 2023. Trọng tâm là chương trình khảo sát và hội thảo gắn với công bố sản phẩm du lịch, hành trình kết nối vùng di sản ruộng bậc thang Tây Bắc, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 9 năm 2023 tới đây. Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, huyện Yên Minh cũng rất quan tâm tới công tác tư vấn và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2023 đã có 2.694 lao động nông thôn trên địa bàn huyện Yên Minh được giải quyết việc làm.
Một buổi tư vấn giới thiệu việc làm của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam tại thôn Bản Muồng, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh. Thông qua phóng sự hình ảnh, người lao động được giới thiệu khái quát về Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, những điều kiện lao động tại tập đoàn và quan trọng nhất đó là được biết rõ về những quyền lợi cũng như mức thu nhập của mình khi được tuyển dụng. Trong cái thời gian đào tạo của tại nhà trường cũng như tại doanh nghiệp thì học sinh được hoàn toàn miễn phí tiền ăn, tiền ở, tiền học. Đấy, trong suốt quá trình học tập tại trường. Còn khi các bạn học xong tại trường thì về đến doanh nghiệp thì thực tập thì lúc này các bạn được làm việc, tiếp cận với lại cái công việc và được trả lương. Hôm nay em đến đây để nghe các anh em từ dưới lên tư vấn là thấy công việc cũng ổn định và nhu cầu đãi ngộ cũng tốt, lương cũng cao. Trong tổng số 2.694 lao động được giải quyết việc làm mới, thì các xã Du Tiến, Du Già, Bạch Đích, Phú Lũng là những địa phương có số lao động đi lao động ngoại tỉnh, xuất khẩu lao động nhiều nhất. Có được kết quả này là do các xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu việc làm. Và quan trọng nhất đó là ý thức chủ động trong tìm kiếm việc làm để nâng cao thu nhập của người dân. Ở xã đến năm nay thì đi làm việc ở ngoài tỉnh là hiện nay là đã hơn 660 người. Thì trong đó thì đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản là hiện tại xã là có 7 lao động. Thì với mức thu nhập thì hàng tháng thì đối với lao động ở Nhật Bản thì cũng có thu nhập ổn định và có gửi đến gia đình là mỗi tháng khoảng 25 đến 30 triệu. Đấy, tạo cuộc sống ổn định cho gia đình. Gia đình ông Lù Thải Ngán ở thôn Bản Muồng 5, xã Bạch Đích có con đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản từ năm 2021. Chỉ sau 2 năm, con ông đã gửi về cho gia đình trên 500 triệu đồng. Từ nguồn tiền gửi về của con, cộng với số tiền tích góp được, đầu năm 2023, gia đình ông Ngán đã xây được ngôi nhà 3 tầng khang trang. Cuộc sống của gia đình ông giờ đây đã thay đổi rất nhiều so với trước. So với đi xuất khẩu Nhật Bản thì so với các cháu ở nhà thì không làm được cái gì, làm ruộng làm nương thì chả một có khi một tháng còn một triệu còn không được, còn đi xuất khẩu lao động nước ngoài là kiếm được nhiều tiền về gửi về cho gia đình để xây nhà, xây cửa đàng hoàng. Để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thời gian tới huyện Yên Minh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường khảo sát nhu cầu học nghề để xây dựng kế hoạch đào tạo cho sát với thực tế, đồng thời đẩy mạnh kết nối với các doanh nghiệp tạo việc làm cho lao động sau đào tạo, trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động đi các thị trường có tiềm năng. Cùng với đó thực hiện linh hoạt, đồng bộ các cơ chế chính sách để người dân tiếp cận thuận lợi với các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa nắng nóng, thị trường nước giải khát luôn sôi động do nhu cầu của người dân tăng cao. Do đó, đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường Hà Giang đã đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát mặt hàng này nhằm đảm bảo chất lượng và sức khỏe của người tiêu dùng. Là công ty chuyên phân phối các loại bánh kẹo, sữa và nước uống đóng chai, công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Thành tổ 12 thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên xác định cần phải rõ ràng trong mọi khâu phân phối. Theo đó, mọi hàng hóa của công ty đều được nhập trực tiếp từ các nhà sản xuất, có hóa đơn và đảm bảo còn hạn sử dụng trước khi phân phối đến các cửa hàng đại lý. Bản thân nhà phân phối thì cũng đã ý thức được rằng là khi mà nhập toàn bộ các cái mặt hàng ấy, thì chúng tôi cũng nhập toàn bộ mặt hàng của công ty và có cái tiêu chuẩn của theo quy định của nhà nước. Chúng tôi đóng theo quy chuẩn là có pallet và hạn đát thì chúng tôi được kiểm tra thường xuyên. Tương tự, tại siêu thị Mai Anh, tổ 5, thị trấn Vị Xuyên, những ngày nắng nóng vừa qua mặt hàng nước uống đóng chai tăng cao so với những thời điểm trước. Chính vì vậy, khi nhập các mặt hàng này, ngoài chú trọng đến hạn sử dụng, siêu thị cũng luôn chú trọng đến điều kiện bảo quản cho mặt hàng này. Nhập mà hàng từ các nguồn hàng có hóa đơn và xuất xứ rõ ràng, được kiểm tra và sắp xếp theo quy định, quy tắc đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện nay trên địa bàn huyện Vị Xuyên có trên 1.400 hộ kinh doanh, trong đó có 7 nhà phân phối và trên 700 cơ sở kinh doanh thực phẩm có bán các loại nước uống đóng chai. Để ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm trà trộn, đội quản lý thị trường số 2 đã và đang tăng cường kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời tuyên truyền và ký cam kết với các hộ kinh doanh không bán các loại nước đóng chai không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đối với kiểm tra thì chúng tôi tăng cường công tác thứ nhất về cái nguồn gốc xuất xứ
của hàng hóa và cái hạn sử dụng và cái điều kiện bảo quản của thực phẩm ở trên địa bàn, và nhất là đối với các cái cửa hàng mà phân phối cho khắp nơi ở trong cái địa bàn tỉnh thì chúng tôi cũng tăng cường với cái công tác với các nhà phân phối đó. Bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng để tránh mua phải các loại nước uống sản xuất không bảo đảm an toàn, người tiêu dùng nên sử dụng những sản phẩm có xuất xứ, thành phần và ngày sản xuất cụ thể đã công bố kết quả kiểm định rõ ràng, tuyệt đối không nên sử dụng loại sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc quá trình sản xuất không được bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Để xem lại chương trình, mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào địa chỉ website hasangtv.vn hoặc trên kênh YouTube Hà Giang TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.